Vâng, thầy cho cùng cao xin kính chào quý thầy cô, quý ông anh chị cùng toàn thể các bạn. Vâng, thưa quý ông anh chị là trong cái tháng này cũng chả hiểu thế nào mà thời tiết nó thất thường quá nên là cứ mưa xuống nắng lên nó thất thường liên tục nên là thầy trò cháu lại bắt buộc này vẫn lại phải tạm hoãn cái công trình xây nhà thiện nguyện cho nhà bốn vợ con em dua là chưa có nhà ở, thì tranh thủ mấy ngày mưa thầy trò cháu lại tiếp tục đi vào để thăm xem tình hình sức khỏe của em Hiên. Là em đã bị tai nạn thì hiện tại trong thời gian vừa qua thì cũng đã được quý mạnh thường quân ủng hộ cho là em đã đi phẫu thuật cấy ghép sọ thành công và hiện tại thì đang nằm để điều trị tại nhà. Cũng phải đến hơn 2 tuần nay rồi cháu cũng chưa vào thăm xem tình hình sức khỏe của em đến đâu rồi, liệu là những thiết bị y tế ở trên người em có tháo được xuống không. Và trong cái thời gian nằm viện thì bác sĩ cũng có tập cho chồng em là em Thuận là một số những cái phương pháp về vật lý trị liệu để mỗi lần em điều trị ở nhà thế này thì là hai vợ chồng là em Thuận sẽ tự tập mà cho em Hiên. Thì trong ngày hôm nay thì trời nó cũng mưa gió, thầy trò cháu tranh thủ vào để tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của em gửi tới quý cô anh chị ạ. Vâng, sau đây cũng xin mời quý cô anh chị cùng đồng hành với thầy trò cháu. Vâng, vì cái thời gian trước thì cháu cũng không thể ra được kịp thời ấy, cũng vì đang là cái cuối tháng hè nên là có bàn giao hồ sơ sổ sách trong công việc để nghỉ hè. Thời gian này thầy trò cháu sẽ có nhiều cái thời gian hơn để đi làm công việc thiện nguyện của mình. Đây, khung cảnh nhà em thì vẫn như vậy thôi ạ. Thời tiết thì hôm nay nó cũng không được đẹp vì trời nó cũng vẫn là đang mưa. Như hôm vừa rồi thì tình hình cái sức khỏe của em thì theo như cháu thấy là cũng có tiến triển, nhưng mà khả năng là tiến triển nó cũng không được đúng theo cái sự mong muốn lắm. Và cũng cầu mong một cái phép màu gì đến đấy là đến với em. Vâng, thưa quý ông anh chị là đây đã thay đổi cái không gian của giường và sau đây thì cháu xin được gửi lời cho em Thuận là người chồng sẽ có đôi lời gửi tới quý cô anh chị sau một thời gian em đã đi làm chữa trị về ạ. Dạ vâng, cháu xin được gửi lời chào đến toàn thể quý cô anh chị khán giả của kênh thầy trò vùng cao, những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân. Dạ vâng, trong cái thời gian qua thì cháu cũng khá là lâu rồi thì không cập nhật những thông tin để cho toàn thể mọi người biết về cái tình hình của vợ cháu. Thì hôm nay cháu lại chia sẻ cái thông tin cũng như tâm sự cùng tất cả mọi người. Dạ vâng, trong cái thời gian qua thì cháu cũng tập trung vào cái việc phục hồi chức năng của vợ cháu. Thì về cái vấn đề phục hồi chức năng thì thời gian qua thì vợ cháu cũng cải thiện rất là nhiều. Thì tất cả những cái phản xạ thì cũng đã dần dần lấy lại được, tuy là chậm nhưng mà cũng có một cái dấu hiệu phản hồi lại với lại cái cuộc sống. Thì những chức năng thì cũng dần dần đang lấy lại, tuy là chậm, ví dụ như về cái khả năng vận động thì chân tay thì cũng đã mềm và một số trong nơi thì cũng đã gọi là có chút cử động được, như tay thì cũng đã biết co và lắm. Còn về phản xạ ví dụ như ăn uống thì khi cháu cho ăn thì cũng đã, tuy được là bây giờ cũng chưa đưa được qua đường ăn qua đường miệng được, nhưng mà cũng có cái phản xạ nhai nuốt khi đưa thức ăn vào trong dạ dày. Còn đây là cũng có những cái tín hiệu vui rồi, nhưng mà như cháu cũng đã nói với này là
Nói về tâm sự với lại toàn thể mọi người thì nó cũng là một chặng đường dài nữa để tiếp tục lấy lại được cái nhận biết rồi chức năng. Nói chung là cuộc sống trở lại bình thường cho vợ cháu thì nó là một cái quãng đường còn rất là dài, mà tiếp theo ra đây thì cũng lại không thể thiếu được cái sự giúp đỡ cũng như là tất cả mọi người. Vâng, thì cháu luôn cố gắng đến mức cuối cùng để hy vọng và cũng như là mong muốn để lấy lại cuộc sống cho ba cháu. Và mang ba cháu mẹ để trở lại với lại cái con trai của cháu. Thì trong cái thời gian tiếp theo thì cháu lại vẫn tiếp tục là phục hồi chức năng cho vợ cháu từng ngày từng bước một. Vâng, thì những cái hy vọng thì cũng đang dần trông thấy. Còn đó là cả cái quãng đường dài chứ cũng không phải là ngày một ngày hai được. Vâng, và cái điều quan trọng nhất thì vẫn là cái sự giúp đỡ của toàn thể mọi người, để là cái nguồn động viên cũng như là cái động lực lớn nhất cho cháu tiếp tục cái chặng đường này. Vâng, thì cháu cũng vừa cho vợ cháu ăn xong cái bữa sáng, thì mọi người có thể để ý nhìn cái đôi mắt của vợ cháu thì rất là nhanh. Vâng, thì vẫn đang là cái phản xạ kích thích từ dạ dày nên thì cháu cũng đang có cái phản xạ nhai nuốt. Vâng, về thời gian qua thì tình hình nó cải thiện rất là nhiều về chức năng hô hấp cũng thế. Hình như là ho là cũng không còn nữa. Và những giấc ngủ thì cũng đã dài hơn. Giấc ngủ thì bây giờ cũng gần như là người bình thường rồi. Giờ vợ cháu thì cũng đã ngủ nhiều về đêm hơn, cũng không như ngày trước là thần kinh đảo lộn nên là ảnh hưởng nhiều nên giấc ngủ dường như là nó cũng đã quay ngược đi, ngủ nhiều về ban ngày. Nhưng mà từ thời gian gần đây khi đi ghép lại vỏ về thì cái chiều hướng đã tích cực hơn rất là nhiều. Vâng, thì mọi người cũng có thể để ý là cái da mặt thì cũng hồng hào hơn trước rất là nhiều. Vâng, từng ngày được bên cạnh vợ rồi là chăm sóc phục hồi chức năng cho vợ thì cháu cũng thấy dần dần có những cái đổi thay. Đây là cái niềm vui rất là lớn, coi như là cái câu trả lời của vợ cháu dành cho cháu về cái nghị lực sống của vợ cháu vẫn còn khát khao muốn được quay trở lại cuộc sống bình thường, trở về với lại chồng con. Cả một cái quãng đường dài phía trước thì cháu cũng không lo ngại gì
về cái vấn đề thời gian hay là cái việc chăm sóc đấy, vấn đề lớn nhất cháu lo ngại đó là cái kinh phí để cho nhà cháu chuẩn bị cái bước tiếp theo là tuy rằng phục hồi chức năng ở nhà, nhưng cháu cũng đã nói với lại toàn thể mọi người rằng là sẽ lại phải nhờ đến y học nữa, chứ cũng không phải là cứ mình tập vận động là đã giải quyết được hết. Vâng, khi thì nhà cháu mà đã có một cái dấu hiệu ví dụ như nhận biết khả năng về ý thức tốt hơn, nhận định về mọi cái được có một chút phải hồi tốt hơn thì là sẽ lại là một cái những tháng ngày cháu đưa cháu đi nhà cháu đi viện nữa để phục hồi chức năng nhờ đến bên y học và để rút được những cái ống ăn ống thở này ra để trở về cái phản xạ như bình thường, không cần công cụ hỗ trợ này nữa. Cháu cũng mong rằng sẽ có cái ngày đấy đến sớm. Và việc cái đầu tiên thì cũng nãy không thể thiếu để nhờ vào cái sự giúp đỡ của quý cô bác anh chị, nhà hảo tâm những mạnh thường quân lại dang rộng vòng tay giúp đỡ những hoàn cảnh như vợ chồng cháu, gia đình nhà cháu, cũng như câu nói rất quen thuộc của anh bên kênh Thầy Trò Vùng Cao. Dạ vâng, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Dạ vâng, thì cái khao khát sống cũng như là cái mong muốn tiếp tục cuộc sống thì trong con người thì ai cũng có, chứ không không mong mọi người lại dang rộng vòng tay để cho vợ cháu cũng như gia đình nhà cháu tiếp tục thấy những cái hy vọng lớn hơn, những cái nguồn động viên tích cực để cho nhà cháu sớm được có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Dạ vâng, thì cái động lực trong cháu để mong muốn vợ trở lại thì nó không bao giờ là mất đi. Thế nhưng mà cái nguồn động lực lớn nhất vẫn là từ quý cô bác anh chị. Dạ vâng, thì nó lại là một cái quãng đường dài nữa, và cái quãng đường dài này thì lại cần đến sự chia sẻ giúp đỡ của toàn thể mọi người. Cháu lại cần một cái nguồn kinh phí nữa để nhờ vào y học, rồi những tháng ngày vợ chồng cháu chăm sóc nhau để có một cái nguồn sinh hoạt cho những tháng ngày tiếp theo. Dạ vâng, mong toàn thể mọi người, quý cô bác anh chị, dạ vâng, thì sẽ lại dang rộng vòng tay giúp đỡ gia đình cháu cũng như chia sẻ đến rộng rãi mọi người để những thông tin rồi những hình ảnh này sẽ đến được với lại những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân. Dạ vâng, thì cần lắm những
tấm lòng như vậy. Thì cháu cũng xin được tâm sự tiếp ở đây. Trong cái thời gian qua thì ngoài cái việc phục hồi chức năng thì vợ cháu cũng đã cải thiện rất là nhiều. Thì còn ngoài cái việc phản xạ rồi nhận biết về ý thức, nó cũng có những cái dấu hiệu đầu tiên. Dạ vâng, thì cũng như cái câu trả lời suốt những cái thời gian qua cho cháu, vợ cháu cũng đã coi như là một cái câu trả lời, câu nói với cháu rằng là mình cứ cố gắng để có một ngày, mong một ngày nào đó hai vợ chồng, vợ lại được sống cuộc sống bình thường, cũng như là mẹ lại trở lại với con. Thì hôm nay cháu cũng xin được chia sẻ và cập nhật cái thông tin về cái tình hình của vợ cháu trong suốt cái thời gian qua. Tới đây thì cháu sẽ liên tục cập nhật cái thông tin đến toàn thể mọi người, cũng mong muốn rằng là mong muốn và hy vọng rằng thời gian tới nó sẽ là những cái câu trả lời và những cái phản hồi tốt hơn từ vợ cháu đến với từ vợ cháu về cuộc sống, cũng như là cái câu trả lời cho cái sự cố gắng của cháu trong suốt thời gian qua, cũng như cái sự giúp đỡ của toàn thể mọi người. Vâng, thì trong cái lời cuối video thì cháu cũng lại xin được mong muốn mọi người lại dang dang vòng tay chung tay giúp đỡ vợ cháu một cái chặng đường tiếp theo, để nó là nguồn động lực, động viên lớn nhất đến với gia đình cháu nói chung, cũng như cháu và vợ cháu, để hy vọng một ngày nào đó cuộc sống bình thường lại trở lại với vợ cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn mọi người. Lần cuối video thì cũng gửi lời chúc đến cháu, cũng gửi lời chúc đến tất cả mọi người, muốn mọi người luôn luôn mạnh khỏe và may mắn trong cuộc sống. Cháu xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý ba anh chị, vừa rồi là lời tâm sự của em Thuận, là người chồng, gửi tới các bác các chú, quý Mạnh Thường Quân. Trong thời gian vừa qua cũng đã giúp đỡ em rất nhiều, và hôm nay thầy trò cháu vào để cập nhật cái tình hình sức khỏe của em. Thực sự là cũng rất là đáng thương, thì cháu cũng không biết là nói như nào nữa. Vì trong cái đợt phẫu thuật lần thứ nhất thì cũng đã, các bác sĩ cũng đã báo là cấy ghép thành công rất là tốt rồi. Hiện tại là cái đầu bên sọ của em là cũng đã liền, và sức khỏe của em thì cũng đang dần dần phục hồi thôi. Nhưng mà theo cái chức năng này thì cháu thấy là cũng không thể tiến triển được nhanh lắm. Như quý cô bác anh chị vừa nhìn hình ảnh thì rất là đáng thương, thì cháu không biết nói gì hơn nữa. Xin một lần nữa, để chuẩn bị lần 2 cho em Hiên đi bên khoa đông y là vật lý trị liệu, thì thầy trò cháu tiếp tục xin được kêu gọi tới các quý Mạnh Thường Quân, tấm lòng vàng, xin được chung tay hỗ trợ cho gia đình em lần thứ 3. Để đợt này thầy trò cháu sẽ, trong đợt hè này, sẽ đưa em đi bên bệnh viện đông y một lần cuối cùng cho em. Cũng không biết nói gì hơn, thầy trò cháu chỉ biết xin gửi tới các bác các chú, quý Mạnh Thường Quân, xin được cố gắng giúp đỡ cho gia đình nhà em. Mình thực sự là cũng như cứ nằm ở nhà, và cái kiểu này thì cháu cũng thấy là cũng không ổn lắm. Nhưng theo như các bác sĩ cũng đã báo là sau đợt này về thì sẽ cố gắng là có được kinh tế thì sẽ đi sang bên đông y, là bên vật lý trị liệu, thì may ra thì có một cái cơ duyên cho em để em được phục hồi sớm trở lại, chứ cứ nằm ở nhà thì cháu cũng thấy rất là sốt ruột luôn.
thì cháu cũng không biết nói gì hơn. Xin được kính mong quý cô ba anh chị, quý mạnh thường quân xin giang tay giúp đỡ, ủng hộ giúp đỡ cho em Hiên vượt qua cái kiếp nạn đợt này. Vâng, thưa quý anh chị, là đúng là một chút tấm lòng cho đi, một cuộc đời sẽ ở lại. Thầy trò cháu xin được thay mặt gia đình em xin được cảm ơn rất là nhiều. Cháu cũng xin phép được kết thúc video tại đây ạ. Xin được kính chúc quý thầy cô, quý cô ba anh chị cùng toàn thể các bạn có một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.